Lý do mà dàn hoa hậu Việt đi thi, Tiểu Phi bị anh họ đăng ký lúc nào không hay? Một người anh họ của em đăng ký cho em đi thi hoa hậu, sau đó em không có đồng ý. Xong rồi anh mới nhắn tin cho ba mẹ em mà nói, xong ba mẹ em đồng ý. Cái nói gọi điện thoại nói là con ơi con đi thi thử đi cho biết với người ta. Xong em cũng vậy thôi, vậy con đi thi. Vân Giang muốn một bước hóa sao hạng A. Nhưng mà thực sự mà nói em rất là thích Hào Quang. Với em là người nghệ sĩ là phải nổi tiếng. Đấy là đúng Việt Nam mình là nhanh nhất để trở thành ngôi sao hạng A. Đó chỉ có hoa hậu cũng quyết tâm dắt tâm tập luyện rất là mọi thứ. Trần Tiểu Phi, hơn 4 năm sau khi lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Phi ngày càng nhận nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc thăng hạng. Theo đội gu thời trang gợi cảm, một đoạn video clip ghi lại phần chia sẻ của người đẹp xứ Quảng về lý do đi thi Hoa hậu bất ngờ hot trở lại. Cô nói, một người anh họ đăng ký cho em thi Hoa hậu nhưng em không đồng ý. Sau đó anh nhắn tin cho ba mẹ của em, ba mẹ đồng ý và nói với em đi thi cho biết với người ta. Vậy thôi, vậy con đi thi. Trần Tiểu Phi trước khi đến với tư cách là Hoa hậu là một cô gái sinh ra ở Hội An, nơi được coi là thị trấn cổ của Việt Nam. Lớn lên trong một gia đình có kinh tế tương đối ổn định, mẹ cô là chủ spa làm đẹp và cũng chính là trụ cột gia đình. Hương Giang. Trong khi đó, Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang lại có mục đích và lý do khá rõ ràng khi quyết định dự thi nhan sắc. Giọng ca Tặng Anh cho cô ấy từng thẳng thắn chia sẻ, bản thân có khát khao muốn đổi đời. Với người đẹp, người nghệ sĩ phải có tiếng, nổi tiếng bằng cách này không được thì tìm cách khác. Động cơ của cô thực sự là muốn bước lên một tầm cao mới. Bạn gái Mark Liêu nhận thấy ở Việt Nam, cách nhanh nhất để trở thành ngôi sao hạng A là làm hoa hậu. Người đẹp còn tiết lộ, chính huấn luyện viên The Face Thái, Lucas là người đã gợi ý cho cô việc đi thi hoa hậu. Cả hai từng có dịp gặp gỡ nhau ở một quán cà phê trong dịp chị Đại đến Việt Nam. Chính sự động viên của Lucas đã giúp Hương Giang có thêm động lực chinh phục phương miện. Mai Phương Thúy. Hoa hậu Mai Phương Thúy khi tham gia một chương trình truyền hình cũng tiết lộ lý do đi thi khá ngây ngô của mình. Cô chia sẻ bản thân có hội chứng sợ đám đông, trước chỗ đông người, nàng hậu thường hay xấu hổ lắm. Ngày trước khi đi thi hoa hậu là do bé quá không biết gì, chứ biết rồi thì cô nghĩ mình sẽ không thi được. Không chỉ gây chú ý ở mạng Beauty Queen, Mai Phương Thúy còn thể hiện mình là người đẹp đa di năng khi thử sức ở nhiều lĩnh vực không phải chuyên môn. Năm 2010, mỹ nhân 8X đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Âm Tính của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Chưa từng học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp, sau Mai Phương Thúy đã mạnh dạn thể hiện thành công nhân vật Minh, một cô hoa hậu nổi loạn. Vai diễn này cũng giúp người đẹp được đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của HTV Awards 2011. Hà Kiều Anh. Đối với Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh, việc trở thành hoa hậu sẽ giúp người đẹp đạt được mức thu nhập cao. Thời đó một người mẫu đi diễn cho một chương trình chỉ 120.000 đồng, cao lắm chỉ là 180.000 đồng. Nhưng hoa hậu khi xuất hiện thì từ 800.000 đến 1.200.000 đồng. Hoa hậu được mặc những bộ cánh lộng lẫy, được xuất hiện ở vị trí vedette và còn được nhận cát xê cao gấp nhiều lần người bình thường. Cô cũng mong muốn được như vậy nên đăng ký đi thi hoa hậu. Ngọc Hân. Nhân kỷ niệm 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân bất ngờ tiết lộ cơ duyên đưa cô đến chiếc vương miện danh giá. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1989, lúc đầu nộp hồ sơ dự thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Tuy nhiên, sau đó cô thay đổi suy nghĩ và rút hồ sơ chuyển sang Hoa hậu Việt Nam 2010 vì được bạn rủ rê. Hoa hậu Ngọc Hân đã có duyên với nghề mẫu từ khi mới 16 tuổi. Với lợi thế chiều cao và gương mặt khả ái, cô nàng đã dễ dàng chinh phục các xuất hình và sải chân trên sàn catwalk. Cô cũng từng đoạt nhiều giải thưởng liên quan đến cuộc thi ảnh hay Hoa khôi học đường. Đăng quang các đấu trường nhan sắc trong nước, dàn hậu Việt trở thành tâm điểm chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh những màn thể hiện tại các cuộc thi sắc đẹp, cộng đồng mạng cũng tò mò về lý do khiến họ quyết định góp mặt tại những cuộc thi hoa hậu trong nước. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.